ngôi Tam Bảo không sắc màu. Sau ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 1939, từ làng Hưng Nhơn, mỗi buổi chiều, thân phụ tôi thường ra tổ đình nghe Đức Thầy giảng đạo. Vốn đương đắc khéo tay, người đốn tre, người đương tấm rã, để phía sau tầm trần điều và sơn vào nhiều màu xanh, đỏ, vân vân. Xong rồi tới tổ đình nghe Đức Thầy giải bày đạo lý. Vừa bước vô, Đức Thầy đưa tay điểm: ông đạo quán khéo tay quá, bữa nay lại bày sắc màu nơi ngôi Tam Bảo nữa nghe. Không được tô vẽ sắc màu nơi tôn nghiêm, về sửa lại cho đúng điều tôi đã dạy. Cha tôi giật mình, vì đoạn đường từ nhà tới đây khá xa, vậy mà Đức Thầy thấy biết tâm niệm cha tôi rõ ràng. Đoạn Thầy bảo: ông đạo ra hút thuốc bệnh tiếp tôi. Bạch Thầy: con đâu biết thuốc men, làm sao được. Tôi bảo: ông ra độ bệnh là có chư thần hộ tiếp ông, nhưng ông phải nhớ làm thầy thuốc như cá linh lên, qua con nước tháng 10 là hết linh hà. Ông biết tại sao không? Vì độ được bệnh có danh, rồi lợi dụng nhận ăn của thế gian, nên không tồn tại lâu được. Cha tôi cúi đầu. Sau đó Đức Thầy dẹp nơi trang thờ ông Quan Công ở nhà ông Úc Quốc. Ngài tặng cha tôi cặp nuông và đôi đũa, mỗi khi có bệnh thì lấy ra cứu người. Trích lời kệ của ông Nguyễn Văn Thơi. Sắc mô đi sô hà